Hội đồng Khoa học Công nghệ huyện Thoại Sơn vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái rau xanh trồng tại huyện Thoại Sơn do thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giang và thạc sĩ Trần Xuân Hiển, trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm. Theo đó, nội dung nghiên cứu của đề tài gồm các bước xây dựng quy trình chế biến nước rau xanh, quy trình chế biến mứt rau xanh, bước đầu khảo sát thị hiếu người tiêu dùng và đánh giá khả năng phát triển sản phẩm nước và mứt từ trái rau xanh. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo, các thành viên hội đồng đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến đóng góp. Các thành viên hội đồng cũng nghiệm thu đề tài đạt loại khá. Hiện nay, phong trào trồng rau xanh đang phát triển tại huyện Thoại Sơn và các vùng lân cận. Rau xanh có trái theo mùa và chủ yếu tiêu thụ tại các chợ và một số địa phương khác. Vì vậy, việc tận dụng nguồn nguyên liệu này để chế biến thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao là rất cần thiết và mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực nghiên cứu quy trình chế biến từ trái rau xanh với hai loại sản phẩm là nước rau xanh và mứt rau xanh.